Phụ khí Trung Quốc có xứng với lời can của Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo đánh giá của Mỹ, nhiều vũ khí và thiết bị quân sự do Trung Quốc chế tạo có thể lấn lướt sản phẩm cùng loại của Mỹ. Mới đây nhất, Trang Strategy Page Mỹ đã có đánh giá về sức mạnh của siêu khu trục Hạm Time 055 của Trung Quốc và cho rằng Time 055 đang trong giai đoạn đóng mới, sẽ lớn và có sức mạnh lớn hơn tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ với lượng dạng nước 12.000 tấn, kích cỡ của Tham 055 giống với một tàu tuần dương hơn là một tàu khu trục, là tàu chiến đấu mặt nước mới nhất của Trung Quốc chế tạo, Strait Page nhận định. Dù không công bố chi tiết, nhưng báo Mỹ khẳng định hỏa lực của Tham 055 cấp 3 đến 5 lần so với tàu khu trục Agus Elite Book và cấp 2 lần hỏa lực tàu dương hàm Edrich Tico Delcora của Hải quân Mỹ. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vũ khí Trung Quốc trở nên cực mạnh, theo đánh giá của truyền thông Mỹ. Hồi đầu năm 2015, sau khi Mỹ thừa nhận năng lực yếu kém của tiêm kích F-22, người Mỹ lại tiếp tục vạch áo cho người xâm lưng khi cho rằng F-35 cũng không khá hơn. Tạp chí Defense News hồi tháng 10 năm 2014 dẫn nguồn tin quân sự Mỹ thừa nhận tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ hay UAV Neuron của nước này trở thành lỗi thờ trước hệ thống radar chống tàng hình GWL-002 của Trung Quốc. Theo Defense News, Radar JWL-002 có thể phát hiện máy bay chiến đấu của đối phương trong khoảng cách 400 km. Riêng đối với máy bay cảnh báo sớm trên không E-3 Strandray và máy bay E-2 Hawkeye của Mỹ thì tầm phát hiện của radar có thể lên tới 600 km. Dù không tiết lộ chi tiết về hệ thống radar GWL-002, nhưng rõ ràng sức mạnh của GWL-002 đã thuyết phục được người Mỹ. Bởi chưa từng có tiền lệ, một tạp chí danh tiếng của Mỹ lại dùng lời lẽ có cánh để ca ngợi thiết bị quân sự do Trung Quốc sản xuất. Ngoài radar, TWL-002 và khu trục hạm Trial 055, truyền thông Mỹ cũng đã nâng tầm sức mạnh của loại radar chống tàng hình mới của Trung Quốc mang tên mươi 26 và coi đây là mối nguy hiểm thực sự đối với những chiến đấu cơ tàng hình hiện có trong khuôn quân Mỹ. Theo nhận định của tạp chí Business Insider Mỹ, Radar Trey Quay 26 dùng để đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới và dẫn đường đối không tầm xa. Khoảng cách tìm kiếm của trai Quay 26 đạt 500 km. Loại radar này có thể tiến hành chỉ từ mục tiêu cho phía sau hoặc làm nhiệm vụ theo dõi chính xác. Business Insider dẫn nguồn quân sự Trung Quốc cho biết, radar trai Quay 26 đã từng phát hiện được máy bay F-22 của Mỹ và thực hiện việc giám sát. Khi đó, radar này được triển khai tại Sơn Đông. Toàn bộ quá trình bay của máy bay F-22 tại Hàn Quốc đều nằm trong phạm vi giám sát của radar này. Dù được Mỹ dùng những lời có cánh khi nói về sức mạnh của loạt hệ thống radar chống tăng hình này, tuy nhiên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Cụ thể, hồi cuối năm 2013, ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố là vùng nhận dạng phòng không ADIZ ngày 23 tháng 11 năm 2013, Mỹ tuyên bố đã điều hai máy bay ném bơm B-52 không trang bị vũ khí cất cánh từ căn cứ trên đảo Guam của Mỹ. Bay qua ADIZ Trung Quốc đơn phương thiết lập mà không khai báo với Bắc Kinh mà vẫn không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía Trung Quốc. Phát biểu sau chuyến bay này, Lầu Năm gốc cho biết radar Trung Quốc đã không thể phát hiện hai máy bay B-52 của Mỹ và cũng chẳng có máy bay Trung Quốc nào liên hệ cảnh báo B-52 xâm phạm vùng ADIZ. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tin của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận xét, mặc dù Trung Quốc trong nhiều năm qua không ngừng tăng cường ngân sách quốc phòng, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa sở hữu được những radar phòng không đúng nghĩa của nó. Nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở, khi Hàn Quốc cũng tiếp bước Mỹ điều động máy bay tuần tra B-3C bay vào khu vực ADIZ này. Theo đó, ngày 27 tháng 11 năm 2013, chiếc B-3C của Hàn Quốc đã bay qua không phận khu vực giải đá ngầm leo, nơi đặt một cơ sở nghiên cứu của Hàn Quốc mà không hề thực hiện yêu cầu của Trung Quốc. Cũng như trường hợp của B-52, khi chiếc B-3C hoàn thành nhiệm vụ và Hàn Quốc thông báo về chuyến bay này, Trung Quốc mới lên tiếng. Bắc Kinh khẳng định họ đã giám sát tất cả quá trình bay của hai máy bay B-52 và chiếc B-3C cũng như việc có đủ khả năng kiểm soát ADIZ mới. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là câu nói chữa thẹn về khả năng giám sát trên không của Trung Quốc.